Kim Tỷ Ngọc. Ngày đẹp, trời tốt. Này, cậu chuẩn bị xe đi. Hai người đã tập về quê ăn Tết. Chủ tịch có cần em trở về không ạ? Không cần đâu, tôi tự lái xe về được. Cậu cứ kiểm tra xe đảm bảo an toàn cho tôi là ok nhá. Nhưng mà từ thành phố về quê chủ tịch khá là xa đấy. Nếu mà đi một mình ấy thì mệt lắm. Tôi đã bảo là không sao rồi, tôi tự khắc lo được. Cậu cũng thừa biết là tôi thích cái sự yên tĩnh mà, đúng không? À, đợt này chủ tịch tranh thủ nghỉ Tết nên về quê nghỉ dưỡng, đúng không? À, cậu nghĩ tôi là ông già đấy à? Nếu mà về quê nghỉ dưỡng với chả an dưỡng, chẳng qua là tôi thích cái không khí trong lành, yên tĩnh ở quê thôi. Hiểu chưa? Em hiểu rồi. Có phải ấy, là chủ tịch định đưa về một em chăm sóc cho nó tiện có đúng không ạ? Cậu định hại chết tôi đấy à? Cậu có biết phụ nữ là ồn ào, chúa lắm chuyện, là tôi nhức hết cả óc không? Thảo nào đến bây giờ chủ tịch vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai đấy. Ê, cậu hơi bị khinh thường rồi nhá. Tôi nói cho cậu biết này, phụ nữ theo tôi ấy, xin chết vì tôi, xếp hàng dài ra, rẽ hết người ra mới thấy đất đấy. Đùa. Chẳng qua là tôi không muốn bất cứ một người nào tham gia phá bỏ đi cái cuộc sống FA Forever Alone của tôi thôi. Hiểu chưa? Trời, đùa hơi xịn. Chủ tịch nói cái điều trái tim. Này, thái độ gì đấy? Muốn trực Tết đúng không? Không không không, để em đi chuẩn bị xe chủ tịch ngay. Em đi đã. Nhanh, nhanh lên nước vào trong. Wow. Thật là sảng khoái. Không khí ở quê vừa trong lành, lại còn yên tĩnh nữa chứ. Thích thật đấy. Nhạc nhẽo ở đâu ra ấy nhỉ? Ồn ào chứ đấy được. Trời ơi. Ngủ không yên nữa. Số của tôi nó đen thế không biết. Rồi. Trời ơi. Sao lại có thể loại người vô duyên đến mức sáng sớm người ra em mở dạng anh nổi như thế rồi. Lại còn cái tiếng hát nữa. Cái khác gì cái tiếng quạ réo vong hồn đâu. Không ổn rồi. Kiểu này thì không thể ở nhà nữa rồi. Phải đi tìm chỗ nào yên tĩnh ngồi thôi. Chủ quán, cho tôi một ly cà phê nâu đá. Có ngay đây. Quả anh đây. Cảm ơn anh. Anh ra anh. Nhìn sao mà anh không được tốt? Có chuyện gì ạ? Anh này, anh có biết cái cô gái mà ở cái nhà vàng chuối ở khu đất này không? Nhà vàng chuối. À, tôi biết chứ. Không phải nó phép với anh. Cái quán cà phê nhỏ của tôi là nơi thu thập mọi tin tức tình báo quan trọng đi nhá. Thật á? Này, anh đừng có coi thường nhá. Từ cái việc nhà bà Tư mất con chó, đến cái việc bà Hoa đêm qua cãi nhau, không ngủ với chồng, hay là nhà bà Năm có đứa con gái xinh nhất làng. Nói chung không có cái chuyện gì mà qua mắt được tôi cả. Thế à? Thế còn cái cô gái kia thì sao? Chuyện dài lắm. Nhưng mà nếu mà anh muốn ý,
thì tôi sẽ kể cho anh nghe. Dù sao quán cũng đang vắng khách. Ok, anh kể tôi nghe. Cô gái đó tên là Hồng Lan, năm nay 30 tuổi, làm việc trên Hà Nội. Cứ đến Tết thì cô ta về đây. Thế á? Nhưng mà năm ngoái tôi cũng về đây ăn Tết mà có gặp cô ta đâu. Năm ngoái cô ta về đây được vài hôm thì có việc nên đi luôn. Anh không gặp là đúng rồi. Nhưng mà cô ta có vẻ thích âm nhạc nhỉ? Có vẻ cậu không biết, chứ cứ mỗi lần cô ta về đây ta lại tụ tập bạn bè, mở tiệc linh đình. Ui dồi ôi, mà nhạc cô ta chơi toàn là G-Mix, Vida House. Ui dồi ôi, nhiều hôm còn ăn uống hát hò đến tận đêm đấy. Thế anh này, chồng cô ta không bảo gì à? Chồng cái gì mà chồng, cô ta là gái phòng không đi nhá. Ui dồi, 30 tuổi mà vấn đề ấy. Chắc là ăn chơi ác quá nên chẳng có thằng cha được thằng ngó tới đi mà. Không biết là cô ta làm gì ở trên Hà Nội nhỉ? Cái này thì tôi không biết. Chỉ biết ấy là bố mẹ cô ta định cư bên nước ngoài, không ai ở đây cả. Chỉ có đến Tết thì cô ta về đây thôi. Thế à? Còn chuyện này quan trọng nữa này. Cô ta ăn mặc rất thoáng, rất sexy, khiến con trai trong làng cứ thèm nhỏ nhãi ra. Còn mấy cái bà chị thì ôi giời, lườm mắt nổ đông đông. Lại còn có chuyện như thế nữa à? Ừ, mà lạ một cái là tôi chưa thấy cô ta để ý tới trai ở trong làng đấy. Toàn thấy bạn bè cô ta đến chơi rồi lại đi luôn. Thế à? Cảm ơn anh nhá, vì câu chuyện thú vị của anh. Không có gì, rảnh rảnh thì qua đây uống cà phê nhá. Ok. Cà phê tự nhiên. Tự nhiên cà phê. Không biết là cô ta có tài gì không? Sao lắm tật thế nhỉ? Bảo sao 30 tuổi vẫn thế? Trời ơi, nhạc nhẽo gì đây? Thật bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Chưa được nhớ. Không thể để cô ta quá quát mãi như vậy được. Lâu lắm rồi đấy. Này, này, đúng là cô ấy xinh thật. Anh đến tìm ai? Này, cô mau tắt cái nhạc đi, cho hàng xóm còn nghỉ ngơi. Tôi không tắt, chúng tôi còn mở tiệc sinh nhật chưa xong cơ mà. Thế thì cô vặn nhỏ nhỏ đi chứ. Không được, nhạc nhỏ mất hứng lắm. Cô vô lý nó vừa vừa thôi nhá. Tôi nhịn cô 3 ngày hôm nay rồi đấy. Ngày nào cô cũng mở nhạc inh ỏi từ sáng đến tối, ai mà chịu được. Ô, hai cái anh này, tôi thích nghe thì tôi mở, liên quan gì đến anh? Sao lại không liên quan chứ? Các cô gây ồn ào như thế, tôi không chịu được. Mà cái tiếng hát của các cô ấy, như cái tiếng âm hồn quỷ khóc ấy, thế mà các cô cũng thốt lên được. Này, anh nói cái gì đấy? Anh bảo tiếng ai như tiếng gọi hồn? Không có sao? Hay là tai các cô bị điếc nên không biết mình hát hay, hát dở thế nào? Hoặc là cái dây thần kinh xấu hổ của các cô ấy, nó bị mất rồi. Này, anh nghĩ anh là bố tôi đấy à mà lên mặt dạy đời tôi? Cô đúng là bất trị mà. Cô có biết là cô đang gây ồn ào, ô nhiễm tiếng ồn cho cả cái làng cái xóm hay không? Thì làm sao? Anh không chịu được ấy thì đi ra chỗ khác mà sống. Trời ơi, nói cô như nước đổ ra khoai ấy. Nói đi như thế rồi mà không biết điều. Có mà nhà anh không biết điều ấy, tôi thích hát thì kệ tôi, anh cấm được à?
cái đồ bướng bỉnh. Bảo sao 30 tuổi vẫn thế. Này, tôi ấy thì liên quan gì đến anh mà anh phải lo? Chẳng phải anh cũng giống tôi à? Mà thôi, anh đi chỗ khác, đi về nhà đi, đừng có làm phiền chúng tôi nữa. Đi. Đi về đi. Tắt cái nhạc đi. Trời ơi, đừng hết nói nổi mà. Alo, mẹ à? Con về quê ăn Tết chưa? Con về rồi mẹ ạ. Mẹ đã sắp xếp một cuộc xem mắt cho con rồi đấy. Hả? Sao cơ ạ? Ôi trời ơi, mẹ ơi, sao tự dưng mẹ bắt con đi xem mắt làm gì vậy? Không bắt ép con, thì con định cho mẹ đi tàu 6 tấm vẫn chưa có cháu bé à? Mẹ đừng có mà nghĩ linh tinh mà. Chẳng qua là con muốn tập trung vào công việc thôi. Chứ thực sự là con chưa muốn kết hôn. Thôi đi anh ạ, tôi biết tổng tính anh rồi. Nói chung là không bàn cãi nhiều. Con bắt buộc phải đi. Cô gái này làm giám đốc của công ty Nam An. Gia đình ta và gia đình con bé có quan hệ mật thiết và có sự giúp đỡ lẫn nhau. Thôi được rồi, thế mẹ cứ gửi địa chỉ đi, rồi con tự khắc đến. Đừng có nuốt lời đấy. Nếu con không đến thì biết tay mẹ. Vâng, con biết rồi ạ. Trời ơi, còn xem mắt nữa chứ. Người thì cứ như mơ ngủ thế này còn xem mắt cái gì nữa. Mẹ à, mẹ ở bên đấy có khỏe không ạ? Mẹ khỏe ạ, chỉ thiếu cháu bé thôi. Mẹ lại bắt đầu rồi đấy. Mẹ gọi điện hỏi thăm con gái hay là lại bắt đầu cằn nhằn đấy? Tất nhiên, trước là hỏi thăm, sau là có việc. Việc gì thế ạ? Mẹ, con có cần xem mắt đâu. Con không cần, nhưng công ty cần. Mối quan hệ giữa hai nhà sẽ giúp cho công ty đứng vững. Cậu ấy là chủ tịch của công ty SVM. Mẹ lại lấy con ra làm lá chắn cho công ty đấy à? Con có phải con gái mẹ không đấy? Không nói nhiều, địa chỉ mẹ sẽ gửi cho con. Nhớ đến đúng hẹn đấy. Sao thế? Mẹ bà lại bắt đi xem mắt à? Chả thế còn gì. Chẳng biết lần này là ông công tử bột nhà giàu nào hay là anh chàng kiêu căng nào nữa. Vậy bà cho tôi đi cùng xem anh ta như thế nào nhá. Bà thích thì cứ đi thôi. Dù sao tôi cũng chẳng thích. Bà ngồi nói chuyện cho tôi đỡ mệt. Ok, quyết định vậy đi. Dạo này mất ngủ thật chứ. Xin lỗi, anh đến xem mắt đúng không? Đúng rồi. Chào cô! Sao cái trái đất này, nó nhỏ bé tôi không biết. Đi đâu tôi không phải cô đấy. Gặp phải tôi là số hên cho anh đấy. Hên hay là không tôi chẳng biết. Nhưng mà tôi thấy toàn xui thôi. Mà cô xem lại bản thân mình đi. Cái loại con gái gì mà dắt trên mình toàn những cái tật xấu mà đời đi xem mắt. Xấu hay tốt ấy thì ảnh hưởng gì đến nhà anh? Còn hơn anh lúc nào cũng rú trong nhà như ông già ấy. Ê, cô bảo ai là ông già đấy? Này nhá, nhìn lại mặt hàng đi. Đẹp trai phong độ người người thế này, mắt cô bị đuôi à? Hay là sang vảnh? Thế thì về soi gương lại mình đi. Cũng trên 30 rồi còn oan cái nỗi gì. Mà thôi, cho dù tôi có là ông già ấy, thì tôi cũng không bao giờ vơ bèo vạt tép với người như cô. Tôi mới là người không thèm đến anh. Cho dù cái thế giới này không còn đàn ông ấy, tôi cũng không thèm đến anh đâu nhá. Cô đừng bảo ấy ạ. Không bao giờ. Xin lỗi anh nhá, bạn tôi hơi ngang bướng, anh bỏ qua cho ạ. Không cần đâu. Không phải gặp lại cô ta là tôi mừng lắm rồi. Mà này, cô nói với cô ta ấy là nghe nhạc nhỏ nhỏ thôi, không có thủng mà nghĩ đấy. Để tôi về nhá. Xin lỗi anh nhiều nhá. Điền thế không biết. Sao lại là anh ta cơ chứ? Anh ta là ai mà khiến bà tức giận vậy? Anh ta là Bùi Văn Tân, là chủ tịch công ty SVM và là hàng xóm thân yêu của chúng ta đấy. Cái gì? Hàng xóm á?
Tôi thấy anh ta cũng khá phong độ mà. Phong với con khỉ ấy. Mới hôm vừa rồi anh ta sang tận nhà chửi nhau với tôi đấy. Tôi không thấy bảo kể. Mà anh ta cũng dũng cảm thật. Dám đắc tội với tiểu thư An nhà chúng ta. Thôi, bà đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Thế thì bà đáo bùa lửa đấy cho tôi đi. Cái gì? Bà thích anh ta à? Thì tôi thấy điều kiện với ngoại hình của anh ta cũng ổn mà. Chẳng qua ấy, bà với anh ta cũng khúc mắc từ trước thôi. Thôi thôi thôi, bà thích thì cứ lấy mà dùng. Ok. Nếu như không phải vì vị trí chủ tịch, một tay tôi càng đáng bao năm qua, thì tôi không chẳng cưới cô đâu. Anh nghĩ tôi thích anh chắc. Nếu không vì tôi không muốn cái chức giám đốc rơi vào tay em họ tôi ấy, thì tôi cũng không bao giờ lấy anh đâu nhá. Tóm lại là chúng ta vì đại nghĩa diệt thân nên phải chịu thôi. Tôi có một đề xuất thế này. Chúng ta phải có một bản hợp đồng và điều khoản rõ ràng. Được, bắt đầu từ bây giờ. Ok. Như này đi, chúng ta sẽ sống chung với nhau trong vòng 1 năm, sau đó sẽ ly hôn. Trong thời gian sống chung, không được ở chung phòng. Không được, chúng ta phải ở chung phòng. Anh tính làm gì tôi đấy? Anh nên nhớ chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi nhá. Cái đầu óc của cô ấy, lúc nào chỉ nghĩ mấy cái xấu xa thế à? Nếu như mà chúng ta không ở chung phòng thì sẽ bị phát hiện là đang giả vờ. Thế nên ấy, là phải ngủ chung phòng, nhưng mà tuyệt đối không được ngủ chung giường. Cô hiểu chưa? Thế cũng được. Nhưng mà anh không được can thiệp đến đời tư của tôi. Anh yêu ai thì tùy, tôi không cấm. Miễn sao là không được để hai gia đình biết là được. Tôi không đồng ý. Trên danh nghĩa cô là vợ của tôi. Nếu như mà cô lăng nhăng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của hai nhà. Và đương nhiên công ty cũng vì thế mà tụt dốc công phanh. Anh nghĩ tôi là loại đấy à? Ai mà biết được. Còn một điều nữa, cô tuyệt đối không được mở nhạc to, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ và thời gian làm việc của tôi. Tôi thích nghe nhạc mà anh cũng cấm à? Mở nhạc nhỏ thì còn gì hay nữa. Thì cô đeo tai nghe vào, tôi cấm cô đâu. Còn nếu muốn lâu dài phải tôn trọng điều kiện của đối phương, cô hiểu chưa? Thôi được rồi, anh thả hợp đồng đi rồi tôi ký. Ok, chốt. Alo, mẹ. Con trai, con dâu, giờ các con đã là vợ chồng rồi thì nên yêu thương và cùng nhau chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau gánh vác công ty để bố mẹ ở bên này cũng đỡ phải lo lắng. Mẹ, con biết rồi ạ. Mẹ nói trước, nếu con miễn cưỡng rồi hủy hoại tuổi thanh xuân của con gái nhà người ta thì tốt nhất là dừng ở đây. Mẹ yên tâm đi, tuy là chúng con mới chỉ gặp nhau thôi nhưng mà cũng có tình cảm với nhau. Con tin là dần dần rồi chúng con sẽ hiểu nhau và yêu nhau ạ. Hai đứa nhớ đấy, thi thoảng mẹ sẽ bảo cậu Cương qua thăm tụi con. Dạ vâng ạ. Có người theo dõi đấy, liệu mà làm. Có gì khó chứ, tài diễn xuất ấy, tôi đây có thừa. Cô Văn, bước ra đi cô. Trời ơi, bỏ ra đây. Anh hét cái gì đây? Mau lên, tắt ngay cái bản nhạc bất hủ của cô đi. Nghe lên. Tại tôi buồn ngủ quá cho nên... Nên lên cái gì mà nên. Cô dọn ngay đi cho tôi nhá. Tôi cho cô đúng 15 phút. Cô mà không dọn đi ấy, là tôi tống hết vào thùng rác đấy. Dọn đi dọn. Nhưng mà căng. Làm cho Hà Nội vào. Biến mấy cô mất thôi. Trời ơi, mệt
quá đi mất. Đấy, biết mệt ý, thì lần sau đừng có mà bày ra nữa. Anh Cường à? À, em mời anh vào nhà. Ừ. Dạ, mời anh à. Chào anh. À, em yêu, đi lấy cho anh cốc nước. Có khách, có khách. Dạ vâng. À, anh ngồi đi ạ. Mời anh ạ. Ừ, anh cảm ơn. Anh Tân, chị An, hôm nay tôi nghe lời của ông bà chủ tịch qua đây xem anh chị có gì cần tôi giúp hay không. Thế anh muốn giúp chúng tôi chuyện gì? À, chuyện công ty của hai bên có gì cần tôi hỗ trợ hay không? Cái này thì anh yên tâm, anh Tân cũng không phải là người kém cỏi, nên là công ty càng ngày càng phát triển, anh ấy còn giúp đỡ công ty của tôi rất nhiều đấy. Nếu vậy thì vui quá, tôi sẽ báo lại chuyện này với lại hai bên gia đình, chắc là họ sẽ vui lắm đấy. Làm phiền anh quá. Vậy thôi, tôi về đây. Dạ vâng ạ, em tiễn anh. Dạ, anh về à? À, anh Huy. Ôi kìa, em. Em làm sao thế? Em bị chuột rút. Để anh xem. Không sao đâu, không sao đâu, sẽ ổn thôi. Làm gì là làm gì? Anh ta về rồi, sao phải diễn kịch tiếp? Anh... cái đồ nhẫn tâm, cái đồ máu lạnh. Bà làm tôi quá thất vọng. Thà ngay từ đầu bà nói bà sẽ lấy Tân đi thì tôi đã không phải hy vọng như vậy rồi. Bạn bè với nhau sao bà phải nói dối làm cái gì? Lại còn khẳng định hai người sẽ không đến được với nhau nữa. Khổ quá, ai chẳng có nỗi khổ riêng. Thôi thôi, bà đừng có bị cớ nữa. Thì do gia đình ép buộc thôi, chứ tôi có yêu đương gì với anh Tân đâu. Bà nói thật không đấy? Ừ. Như vậy thì tôi yên tâm rồi. Anh Tân, không ăn không qua nhà. Luca có quà nhé. Em không đến tìm Hồng An, em đến tìm anh ạ. Cô vào đi. Dạ vâng ạ. Có chuyện gì cô nói đi. Cô Yên, cô nên tự trọng đi. Cô là bạn của vợ tôi tôn trọng cô. Cô đừng có làm chuyện như vậy, ok? Anh Tân, em thích anh. Cảm ơn cô, nhưng mà tôi có vợ rồi. Tôi mong là cô ấy từ bỏ suy nghĩ ấy đi. Em biết, hai người chỉ bị ép buộc, chứ không phải yêu nhau thật lòng. Anh cho em một cơ hội có được không ạ? Anh Tân, tôi đã nói với cô rồi, tôi là người đã có vợ. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì phản bội vợ tôi, cũng như làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình. Cô về đi, tôi không tiện. Anh định dọa chết tôi à? Làm cái gì mà ngồi lù lù như con ma thế? Sao đấy? Ai lại chọc tức anh à? Có cần tôi xử đẹp cho không?
À, thế cô tự đi soi gương rồi xử đẹp con bé đấy đi. Ô, này này này, tôi làm gì anh mà đòi xử đẹp tôi? Thế thì tại sao cô ấy để bạn thân của mình đến tận nhà mồi chài tôi và không có phản ứng gì là sao? Tưởng gì, cái chuyện đấy à? Thì Huyền thích anh thì đến tỏ tình với anh thôi, chuyện bình thường mà. Cô nói nghe nhẹ nhàng quá nhở? Cô là vợ của tôi đấy. Vợ thì sao? Tôi với anh có phải vợ chồng thật đâu. Anh yêu ai là thích ai ấy, tôi quản làm gì? Ý của cô ấy là cô không phải chịu trách nhiệm và làm cho bổn phận của một người vợ. Ôi, này này này, anh định làm cái gì đấy? Tôi làm gì á? Tôi muốn cô ý thức một chút về trách nhiệm của người vợ. Rốt cuộc là anh muốn tôi làm gì? Cô nghe cho rõ nhá. Cô phải cư xử đúng nghĩa của một người vợ đối với chồng của mình, để không bị người ngoài phát hiện. Còn khi nào chỉ có tôi với cô á thì không cần. Được được được, tôi biết rồi. Không ngờ anh ta nổi giận lại đáng sợ như thế. Suýt chút nữa thì bị sơi tái rồi. Anh ký đi. Em ký trước đi. Chẳng phải em rất mong muốn ngày này hay sao? Đúng. Anh ký trước đi. Sao thế? Em không nỡ à? Hay là thế này đi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm cuối cùng, rồi sáng ngày mai đừng ai người đi. Thế cũng được. Sao mà anh nặng thế? Em thì cũng nặng nhất. Sao mà em uống nhiều thế? Anh cũng uống nhiều mà. Anh có cái này tặng cho em đấy. Nè, đây là món quà lần đầu tiên anh tặng cho em và cũng là lần cuối cùng. Em nào, ngồi im, ngồi im, ngồi im, cấm được cử động. Đâu rồi nhỉ? À đây rồi. Nào, ngồi im. Là rồi. Chúng ta đừng ly hôn có được không? Em đã quen với cuộc sống của em rồi. Bây giờ em mà đi, anh không biết phải làm sao cả. Em đừng đi có được không?